chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là bên chỗ công ty có vừa về cái em xe N250E5, là xe nó về tới showroom để có thể giao xe cho khách hàng luôn nha. Và hiện tại thì con xe này nó đã rao phiếu thông số, gọi là phiếu thông số kỹ thuật xe hay gọi là phiếu môi trường á, sẵn rồi, cho nên là chúng ta có thể làm ngân hàng và có thể, và bên em cũng đã có những con xe đầu tiên để giao về cho khách hàng rồi ha. Đây là cái con mẫu xe dắt mới của nhà máy dắt trong năm 2024 này. Điểm này là điểm giữa ha, giữa năm 2024 thì đây là cái mẫu xe dắt N250E5, nó sẽ sản xuất ra chung cùng đồng loạt với cái phân khúc là N200E5 nha quý anh chị, là sử dụng cái Euro 5, và đây là kiểu mặt thiết kế ga lăng mới của con xe của chúng ta nha quý anh chị. Xe cực kỳ đẹp luôn. Mặt cabin rất là hầm hố, và đặc biệt là điểm nhấn của chúng ta sẽ là cái dải đèn xi nhan ở ngoài ha chị ha. Đèn LED này thấy không, hú hồn luôn ha. Công nghệ LED nè, chữ dắt nè. Đây là một con xe hàng chuẩn nội địa của Trung Quốc luôn. Và khi mà anh chị mua cái dòng xe tải N250E5 này á, nó sẽ ra là chúng ta cái tải là 2 tấn 3, chính xác là 2 tấn 225. Đó, nhưng mà nếu mà anh chị nào mà xài xe, anh chị có thể thấy được rằng là cái thiết kế này nó mượn một cái hơi hướng của dòng Ford Ranger ha, một con xe cơ bắp kiểu Mỹ á. Đó, còn phần cản nhìn rất là hầm hố nha quý chị, cản cực kỳ hầm hố luôn. Con này á là cái dung tích nó nhỏ nhưng mà công suất nó lớn. Dung tích của ngày xưa của dòng N200S là 2.7, còn con này hiện tại của nó là 2.183, là nó khoảng tầm 2.2, nhưng mà đổi lại là cái công suất lớn nhất của nó sản sinh ra lên tới là 130 mã lực lần, rất là khỏe luôn nha quý chị. Thiết kế vẫn là sử dụng đầu vuông, nhưng mà chủ yếu là đổi mặt ga lăng lại thôi. Chúng ta thấy được rằng là cái phần gương của chúng ta đã vẫn giữ nguyên cái gương hộp như thế này nha. Đó, và một cái gương cầu lò phía trên. Không, xe rất là đẹp ha. Hiện tại giá con xe này là nó gọi là đồng bộ niêm yết luôn là 448 triệu, là xe cộng thùng cộng luôn chi phí giấy tờ nha quý anh chị, 448 triệu. Đó là 250E5, thùng sẽ dài là nó sẽ ngắn hơn, là lọt lòng luôn nha, 4m2 là chiều dài, 4m2 chiều dài, rộng là 1m960 và cao sẽ là 1m880. Đó, bạc này là bạc nhà máy nha, bạc 5 mảnh. Thì nếu mà anh chị đúng là bạc 5 mảnh á, thì em sẽ làm cho anh chị gọi là đổi bạc lại, cắt bạc lại cho anh chị luôn. Đó, cản hai thanh bình thường ha. Vỏ sử dụng là vỏ Kasumina. Vỏ Kasumina, thông số vỏ là vỏ 7/16. Vỏ 7/16. Đó. Là phần đuôi thùng sao. Thùng này thì nhà máy đóng cho nên là cái quy kết thùng nó không có thay đổi. Không thay đổi gì cả nha. Chủ yếu là nó sẽ khác về cái phần động cơ thôi. Sử dụng động cơ Renset, động cơ của nhà máy dắt. Bên dắt nó tự phát triển cái động, phần động cơ này luôn, nó không có sử dụng công nghệ liên danh gì cả nha. Chuẩn thuần Trung Quốc luôn. Đó. Thiết kế là cũng hoàn toàn thay đổi nha. Đó, ốp này kia là cũng đổi từ màu cánh gián sang màu bạc như thế này đây. Đó, đồ nghề heo xe các kiểu. Bình chữa cháy vẫn là ghế ba chỗ ngồi, nhưng là mặt tắp lô xe ở đây là nó sẽ thay đổi nha. Anh chị thấy không? Xe rất là đẹp nha. Đó, cái nguyên toàn bộ bản tắp lô đây là có đầu tiên nè, đầu radio nè, cổng MOS nè. Rồi sang bài các thứ ha, máy lạnh hai chiều nè ha. Cái khe đọc mấy cái hộp để đồ ha. Đó, máy lạnh các thứ ha. Đó. Quá nhiều cái hộp để đồ. Hai chìa khóa điện, hai điện số điện điều khiển từ xa ha, xe mắc cây á. Rồi hộp số là 5 tiếng một lùi. Rồi cũng có ga tự động cruise control luôn. Đó. Rồi đây, nâng hạ auto tự động ha. Có sấy gương luôn nè quý anh chị. Nè. Có trang bị sấy gương luôn nè. Hay ha. Rồi, rất là nhiều các chức năng trên xe con xe này. Mặt đồng hồ xe cũng có thay đổi luôn nè. Như xe hơi luôn. Có ga tự động cruise control là để coi bên đây. Đây là ga tự động nè. Và bên đây là cái tăng chỉnh năng lượng thân xe. Được cái nữa là khăn cái hàng học để đồ để vé đây, nó sẽ có hai cái. Ha, nó sẽ có hai cái.
À, ngày xưa là chỉ có một cái thôi, bây giờ là hai cái, lấy luôn. 448 triệu lăn bánh nha quý anh chị. 448 đời 2024 cho cái con xe N250E5 này. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn đầu tư một con em xe 2 tấn 2 tấn 3, thùng dài là 4m2, đời 2024 với trang bị nhiều chức năng. Trên con xe nó nhỏ gọn như thế này, chúng ta có thể vào thành phố luồn lách nó dễ dàng thì có thể liên hệ với em để nhận được cái giá tốt nhất nha. Anh chị chuẩn bị dùm em khoảng tầm 100 đến 120 là lấy được xe này về. Còn lại là hủ tục sẽ vay vốn là từ 75 đến 80% tùy theo nhu cầu của anh chị thôi, nhưng mà cái đó là chúng ta lấy được xe là thoải mái rồi ha. Hủ tục hồ sơ rất là đơn giản, căn cước công dân hai vợ chồng hoặc là căn cước công dân của người đứng tên sở chủ sở hữu tài sản. Nếu mà chúng ta độc thân thì lấy thêm cái giấy xác nhận độc thân ra phường xã làm là xong. Còn lại bên em sẽ ký hợp đồng tận nhà và giao xe tận nhà luôn cho quý anh chị. Hủ tục cụ thể thì em sẽ liên hệ riêng hai chú chị ha. Rồi chào mọi người nha.